Ông Trump nói Tổng thống Biden có thể quay trở lại đường đua tranh cử. Các bên nói gì trước màn tranh luận giữa Harris và Trump? Đảng Cộng Hòa tố dựng chuyện người nhập cư ăn thịt mèo. Dự báo cách EU phản ứng với kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Nga đang video bom lượn tập kích sở chỉ huy Ukraine ở Kharkov. Quân đội Trung Quốc và Nga chuẩn bị tập trận chung. Khi ép thất thủ ở Krasnogorivka, ông Leda bị bao vây. Houthi tuyên bố bắn rơi thêm một chiếc ác điểu 30 triệu USD của Mỹ. Gần nửa dân số Timor-Leste dự thánh lễ của giáo hàng. Xin kính chào quý vị, quý vị đang quay trở lại với điểm nóng toàn cầu hôm nay. Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Ông Trump nói Tổng thống Biden có thể trở lại đường đua tranh cử. Trong một phát biểu chỉ trích đối thủ Kamala Harris của Đảng Dân Chủ, ông Donald Trump đã nhắc đến kịch bản Tổng thống Joe Biden có thể trở lại đường đua Nhà Trắng. The Hill đưa tin, cựu Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến giả thuyết ông Biden trở lại đường đua, trong khi công kích phó Tổng thống Harris vì tỷ lệ ủng hộ cho bà trong các cuộc thăm dò gần đây bị sụt giảm. Ông Trump thậm chí cho rằng Đảng Dân Chủ có thể sớm tìm người thay thế bà Harris làm ứng viên Tổng thống. Theo ông Trump, các chính sách của bà Harris đề xuất mang tính cực tả, ghét Trump dưới danh nghĩa đoàn kết, Ông cho rằng tỷ lệ ủng hộ của bà Harris bị giảm trong thời gian qua vì cử tri đã nhận ra những vấn đề của bà. Họ, đảng Dân Chủ, sẽ đưa ai ra tranh cử tiếp theo đây? Thế còn sự trở lại của ông Biden thì sao? Trump đặt ra giả thuyết. Cuộc thăm dò mới nhất từ New York Times và Siena College cho thấy bà Harris kém trăm một điểm phần trăm. Trong khi đó, chuyên gia dự báo bầu cử của Net cũng đã điều chỉnh dự đoán của ông và cho rằng cơ hội chiến thắng của ông Trump là 64,4%. Kết quả này được xem là một bước lùi nhằm vào đa tiến của bà Harris trong thời gian qua, kể từ khi bà thay thế ông Biden và trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, ở một số khảo sát khác, bà Harris cũng có kết quả khá lạc quan. Theo kết quả thăm dò toàn quốc, bà Harris dẫn trước ông Trump trên toàn quốc 3,2 điểm phần trăm, tương đương với 49,4 điểm phần trăm so với 46,2 phần trăm. Nỗ lực của ông Trump nhằm mô tả bà Harris là một ứng cử viên cực tả diễn ra trong bối cảnh hai ứng viên sẽ tranh luận vào ngày 10 tháng 9 theo giờ Mỹ. Đây là một trong những diễn biến quan trọng nhất của mùa bầu cử năm nay. Phó Tổng thống Harris đã tập trung vào một số vấn đề, bao gồm cả đề xuất thuế thu nhập gần đây của bà, khi bà cố gắng nhắm tới các cử tri trung dung ở các tiểu ban chính trường quan trọng. Các bên nói gì trước màn tranh luận của Harris và ông Trump? Ngay trước thềm cuộc tranh luận gây cấn, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra những lời dối trá và công kích cá nhân. Hai ứng viên Tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa sẽ bước vào cuộc tranh luận do ABC News tổ chức tại thành phố Philadelphia vào tối ngày 10 tháng 9, sáng ngày 11 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên có thể là cuộc tranh luận duy nhất của họ trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Trong một chương trình phát thanh được phát sóng vào ngày 9 tháng 9, Phó Tổng thống Harris dự đoán ông Trump sẽ tung ra không giới hạn những lời dối trá và công kích cá nhân, theo tờ USA Today, theo ứng viên Dân Chủ, ông Trump sẽ chỉ chiến đấu cho bản thân, chứ không phải cho nhân dân Mỹ, và nói dối như những gì đã làm trong các cuộc tranh luận trước. Trong khi đó, người phát ngôn Johnson Miller của chiến dịch tranh cử của ông Trump ngày 9 tháng 9 hé lộ một số chủ đề mà cựu Tổng thống có thể khai thác trong cuộc tranh luận, gồm việc giải quyết tình hình biên giới Mỹ và Mexico, việc bà Harris bỏ phiếu quyết định để Thượng viện thông qua dự luật kích thích kinh tế về vụ rút quân khỏi Afghanistan theo CNN. Bên cạnh đó, phe ủng hộ ông Trump đang lan truyền tin đồn về người nhập cư bắt và ăn thịt thú cưng của người dân tại bang Ohio nhằm công kích đối thủ liên quan đến vấn đề nhập cư. Thượng nghị sĩ Ohio, J.D. Vance, người liên danh tranh cử cùng ông Trump, đăng các bài viết trên mạng xã hội cho rằng người nhập cư đang gây hỗn loạn thành phố Springfield với các báo cáo cho thấy thú cưng của người dân bị những người đáng lẽ không nên có mặt ở đây bắt ăn thịt. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Scott cũng đang ảnh chế hai con mèo ôm nhau với dòng chữ Xin hãy bỏ phiếu cho Trump để người nhập cư Haiti không ăn thịt chúng tôi. Tuy nhiên, CBS News dẫn người phát ngôn Karen Spray của thành phố khẳng định không có báo cáo đáng tin nào về việc thú cưng bị người nhập cư làm hại. Đảng Cộng Hòa bị tố dựng chuyện người nhập cư ăn thịt mèo một số đảng viên Cộng hòa hàng đầu của Mỹ bị cáo buộc phát ngôn sai sự thật khi nói rằng những người Haiti nhập cư hay bắt trộm và ăn thịt thú cưng như thịt mèo. Thuyết âm mưu trên đã bị cơ quan chức năng vạch trần trong bối cảnh những người tung tin muốn khơi dậy nỗi sợ hãi trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Theo AFP ngày 10 tháng 9 đưa tin, liên danh tranh cử với cựu tổng thống Donald Trump, ông G.D. Vance cùng các nhà lập pháp, quan chức người có ảnh hưởng của đảng Cộng hòa đã lan truyền những tin đồn vô căn cứ về thị trấn Springfies ở Ohio, nơi có càng nhiều người Haiti nhập cư sinh sống. Hãy bảo vệ những chú vịt và mèo con của chúng ta ở Ohio, các nghị sĩ Cộng hòa trong ủy ban tư pháp hạ viện Mỹ đang chia tài khoản X của họ với hình ảnh giả tạo về câu chuyện ông Trump đang giải cứu một chú vịt trắng và một con mèo. Hãy bỏ phiếu cho ông Trump để những người nhập cư Haiti không ăn thịt chúng ta. Thượng nghị sĩ Ted Cruz đang trên nền hình ảnh những chú mèo con. Nhập cư được xem là vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử gay cấn sắp tới và hai ứng cử viên sẽ đối đầu vào tối ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương trong cuộc tranh luận đầu tiên. Một số tài khoản mạng xã hội cánh hữu đã lan truyền những thông tin về người phụ nữ ở Springfield bị cáo buộc giết và ăn thịt mèo được nuôi làm thú cưng. Trên thực tế không có bằng chứng nào cho thấy người phụ nữ này có liên quan đến nhập cư hay cộng đồng người Haiti. Lực lượng hành pháp tại Springfield nhanh chóng vạch trần thuyết âm mưu trên. Không có báo cáo đáng tin cậy hoặc khiếu nại cụ thể nào về việc vật nuôi bị hãm hại hay bị thương, bị ngược đãi bởi những cá nhân trong cộng đồng người nhập cư, cảnh sát Springfield cho biết. Những bài đăng thông tin sai lệch đã lan rộng thu hút hàng triệu lượt xem. Ông Ves đến từ Ohio trên mạng xã hội X rằng những người Haiti nhập cư đang làm cạn kiệt dịch vụ xã hội và nói rằng chúng gây ra hỗn loạn khắp Springfield. Các báo cáo hiện nay cho thấy vật nuôi của người bị bắt và ăn thịt bởi những người không nên có mặt ở đất nước này. Ông Ves cho biết Ông Trump cũng viết trên mạng xã hội Truth Social rằng 20.000 người Haiti nhập cư đã dồn vào thị trấn Springfield nhỏ bé, đề cập dòng người nhập cư từ Haiti đến đây trong những năm qua. Dự báo cách EU phản ứng với kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang tạo ra nhiều thay đổi quan trọng với tác động lớn đến toàn cầu, đặc biệt là châu Âu. Bất kể kết quả bầu cử ra sao, lợi ích của châu Âu không hoàn toàn đồng điệu với Washington. Nhận định với tạp Politico châu Âu mới đây, ông George Choi, hiệu trưởng của trường quản lý và công nghệ châu Âu tại Berlin, Đức, cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, đang diễn ra với nhiều thay đổi quan trọng và kết quả sẽ tác động đến toàn cầu, đặc biệt là đối với EU. Tuy nhiên, bất kể kết quả là gì, lợi ích của EU không hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Washington, và đã đến lúc EU cần nhận ra để phản ứng phù hợp trước những thay đổi chiến lược từ Mỹ dù ai thắng cử mỹ đang tiếp tục chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực ấn độ dương thái bình dương chính sách này đã bắt đầu từ thời cựu tổng thống obama và tiếp tục dưới thời donald trump và joe biden ngoài vấn đề chiến lược Mỹ cũng đang dịch chuyển sang các chính sách kinh tế mang tính bảo hộ như đạo luật giảm lạm phát IRA và duy trì thuế quan đối với thép và nhôm từ thời chính quyền của ông Trump. Điều này đang gây ra căng thẳng đối với nền kinh tế châu Âu, đặc biệt khi chính quyền ông Biden không mở rộng các khoản ưu đãi đối với xe điện cho các nhà sản xuất châu Âu. Nếu ứng cử viên tổng thống Kamala Harris đắc cử, chính sách kinh tế của bà nhiều khả năng cũng sẽ tiếp tục theo hướng này, dẫn đến cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt giữa hai bờ đại Tây Dương thay vì hy vọng vào một kết quả bầu cử có lợi eu cần xác định và hành động theo những mục tiêu chiến lược để duy trì sự tự chủ và bảo vệ lợi ích dài hạn các biện pháp quan trọng mà châu âu cần triển khai bao gồm thứ nhất tăng chi tiêu quốc phòng và hợp tác nội khối eu cần tăng cường chi tiêu cho an ninh và quốc phòng để củng cố lực lượng tự vệ và đảm bảo rằng mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ khi cần thiết việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia châu âu có nền công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ sẽ giúp eu xây dựng một hệ thống quốc phòng tự chủ đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới trong khu vực quân dân sự. Thứ hai là phát triển thị trường vốn và củng cố đồng euro. EU cần xây dựng các thị trường vốn mạnh hơn và củng cố vị thế của đồng euro như một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu. Việc này sẽ giúp cải thiện khả năng tài trợ cho các dự án đổi mới và tăng trưởng ở châu Âu, đồng thời tăng cường tính tự chủ và độc lập chiến lược ở của khu vực. Thứ ba, đàm phán các thỏa thuận thương mại toàn diện EU cần tích cực thúc đẩy các thỏa thuận thương mại với các khu vực khác để giảm phụ thuộc vào Mỹ. Sự thất bại của Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) là một bài học quý giá. EU cần tránh lặp lại sai lầm này đối với các khu vực Mỹ Latin và Châu Phi, đặc biệt là với thỏa thuận mơ Kosu. Dù vậy, Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và thông qua NATO. Những điều này không có nghĩa lợi ích của hai bên hoàn toàn không phù hợp. Do đó, EU cần thừa nhận rằng những thay đổi chiến lược của Mỹ không chỉ tạm thời mà là một xu hướng dài hạn, đòi hỏi phối hợp xây dựng chiến lược độc lập phù hợp hơn để bảo vệ lợi ích của mình. Có thể nói, đã đến lúc EU ngừng đặt hy vọng vào kết quả bầu cử của Mỹ và bắt đầu hành động quyết liệt để xây dựng sức mạnh chiến lược và kinh tế độc lập. Điều đó không chỉ giúp châu Âu duy trì sự tự chủ, mà còn đảm bảo rằng EU có thể đối mặt với những thách thức quốc tế một cách tự tin và kiên định. Nga đăng video bom lượn tập kích sở chỉ huy Ukraine ở Kharkov Nga công bố video bom lượn dẫn đường tấn công mục tiêu được cho là sở chỉ huy Ukraine ở Kharkov, nói rằng họ đã hạ 80 binh sĩ của đối phương. Trình sát Nga phát hiện sở chỉ huy của một trong các đơn vị Ukraine ở khu dân cư Gruseka thuộc tỉnh Kharkov. Chúng tôi quyết định sử dụng bom FAB lắp mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất UMPK để tập kích, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 9 tháng 9. Bom dẫn đường Nga tập kích mục tiêu Ukraine tại Kharkov trong video công bố ngày 9 tháng 9. Video từ máy bay không người lái UAV chính xác cho thấy vụ nổ và cột khói lớn khi quả bom đánh xuống, sát phẳng một khu nhà. Nhiều phương tiện cơ giới và binh sĩ Ukraine cũng xuất hiện tại địa điểm này sau vụ tập kích, nhiều khả năng là để sơ tán người bị thương. Đòn đánh khiến 80 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 8 khí tài quân sự bị phá hủy, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, nhưng không tiết lộ kích thước bom FAB được sử dụng. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Nga đã lắp tổ hợp UPMK cho nhiều loại bom thông thường FAB có khối lượng từ 250 đến 3.000 kg, biến chúng thành bom lượn dẫn đường có tầm bay và độ chính xác cao hơn nguyên bản. Quân đội Trung Quốc và Nga chuẩn bị tập trận chung Lực lượng không quân và hải quân Trung Quốc và Nga đang hoàn thành việc tập kết trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 9, sẵn sàng tổ chức tập trận chung, sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 9 tháng 9 thông báo về việc lực lượng Hải quân và Không quân Trung Nga sẽ tổ chức tập trận chung trong tháng này, Báo Quân Giải phóng nước này ngày 10 tháng 9 cho biết, vào khoảng 8 giờ ngày 8 tháng 9, các quân chức chỉ huy và lực lượng hỗ trợ của Trung Quốc tham gia cuộc tập trận, đã đến sân bay Knyvichy của Nga trên máy bay vận tải Y-20. Hai bên đã hoàn thành việc thiết lập sở chỉ huy, lắp đặt thiết bị liên lạc và phối hợp nhiệm vụ. Lực lượng không quân Trung Quốc và Nga tham gia tập trận lần này bao gồm nhiều loại máy bay cố định và trực thăng như KJ500, J16, J10, Z20 của Trung Quốc cũng như Il-38, Su-30, MiG-31 của Nga. Lực lượng tham gia tập trận của Trung Quốc và Nga đã hoàn thành việc tập kết. Cũng theo báo quân giải phóng, vào khoảng 16 giờ ngày 9 tháng 9, đội tàu của Trung Quốc đã đến biển chỉ định và gặp được lực lượng Nga để chuẩn bị cho các bước tiếp theo của kế hoạch tập trận. Lực lượng hải quân Trung Quốc tham gia tập trận lần này gồm các tàu khu trục tên lửa Tây Ninh và Vô Tích, tàu hộ vệ tên lửa Lâm Nghi, tàu tiếp tế tổng hợp Thái Hồ và ba trực thăng hoạt động trên tàu sân bay. Lực lượng hải quân Nga gồm các tàu chống ngầm cỡ lớn, nguyên soái Saprunikov và đô đốc Paletayev, tàu hộ tống hạng nhẹ anh hùng Nga Adam Stirenzarov, Sovensini, Swomki, cùng trực thăng chống ngầm K-27. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tập trận lần này mang tên phương Bắc Liên Hợp, dự kiến sẽ diễn ra tại vùng biển Nhật Bản và biển Okhotsk. Tuyên bố nêu rõ cuộc tập trận làm nhằm sâu sắc hơn mức độ phối hợp chiến lược giữa quân đội Trung Nga và nâng cao năng lực cùng nhau ứng phó với các mối đe dọa an ninh. Hai bên cũng sẽ cử các hạm đội hải quân đến các vùng biển liên quan đến Thái Bình Dương để tổ chức tuần tra hàng hải chung lần thứ năm. Đồng thời, Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận chiến lược Ocean 2024 của Nga. Đây là lần thứ hai Trung Quốc tổ chức chuỗi tập trận phương Bắc Liên Hợp. Cuộc tập trận lần trước diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023 ở vùng biển miền Trung Nhật Bản. Trung Quốc và Nga đã cử hơn 10 tàu và 30 máy bay tham gia cuộc tập trận này. Sau cuộc tập trận, hai bên đã tổ chức tuần tra chung trên biển. Kiev thất thủ ở Krasnogoriva, Ureda bị bao vây. Quân đội Ukraine đã thất thủ ở Krasnogoriva, trong khi tại Ureda, lực lượng của họ đang bị Nga bao vây. Ukraine thất thủ ở Krasnohorivka. Theo kênh Military Summary cho biết, không có thông tin về các hành động tấn công hoặc phản công tiếp theo hướng Kursk, nhưng lực lượng Moscow đang ném bom dữ dội vào các vị trí quân đội Ukraine. AFU dọc chiến trường. Theo hướng Kupyansk, các video định vị địa lý cho thấy bước tiến thực sự của quân đội Nga về phía tây với các mũi xung kích tiền phong hiện chỉ còn cách sông Oskil vài km ở Torek. Những hình ảnh khác cho thấy Lực lượng Moscow đang giành thêm nhiều lãnh thổ hơn nữa và đã chiếm thêm nhiều tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố. Tại Porok, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra và họ tiếp tục tấn công như trước, đặc biệt là về phía nam. Theo nhiều nguồn tin, lực lượng Ukraine đã chính thức thất thủ ở Krasnogorica. Chiến sự ở Uleda cũng rất sôi nổi. Trong vài ngày qua, lực lượng Moscow đã chiếm hoàn toàn Vodin và theo các nguồn tin Ukraine, họ cũng kiểm soát nhiều vị trí khác ở phía nam dọc theo khu công nghiệp. Thành phố này đã thực sự rơi vào vòng vây bởi hai cánh quân Nga, nguy cơ sụp đổ ngày càng một rõ rệt hơn. Về phía Kherson, có video định vị địa lý cho thấy lực lượng Moscow đã tiến về phía bắc Kosachi Lahari đến Dnieper và chiếm được các vị trí ở đó. Nga kiểm soát Vorin và tiến về Bogoyarenka, bao vây Ulenda. kênh Rydoka đưa tin. Gần Uleda, lực lượng Moscow đang tiến vào nhiều khu vực cùng lúc, tới Yolotaya-Niva, từ Pechistovka. Tuy nhiên, thành công chính trong 24 giờ qua của họ là việc giành quyền kiểm soát Vorin khi các mũi xung kích ảo ạt đột phá từ phía đường cao tốc Uleda, Kostentinovka cũng như từ phía mỏ Yudono, Paskayaba và nhà máy Stoito, nơi đã diễn ra các trận chiến ác liệt trong những ngày gần đây. Lực lượng Moscow bắt đầu cuộc tấn công từ Konstantinovka đến Katerinivka nhằm ngăn chặn AFU đánh thọc sườn vào nhóm lực lượng đang tấn công theo hướng mỏ Juno Donbaskaya Ngoài ra, lực lượng Moscow đang vượt sông Kaslagach ở Pavloka đến bờ Bắc và cũng đang chuẩn bị một cuộc đột phá từ Petchitoka qua Novokarika đến Bogoyalenka. Kurs, Nga tiếp tục đẩy lùi cuộc tấn công dữ dội. Theo kênh Riba, trên mặt trận Kurs, lực lượng Moscow tiếp tục đẩy lùi tấn công dữ dội của đối phương ở một số khu vực. Tại quận Korenovo, một UAV tấn công, trinh sát Forpost của Nga đã tập kích sở chỉ huy tiền phương của Ukraine bằng bom dẫn đường UAB-20 nhằm vào khu định cư Snahot. Đây là lần đầu tiên Forpost được sử dụng ở vùng Kurs. Tại quận Sutza, AFU đã sử dụng UAV phun hỗn hợp gây cháy lên các khu rừng trống và các vị trí của Nga ở phía tây Ulenok. Nhờ dữ liệu này, có thể xác định rằng lực lượng Moscow duy trì quyền kiểm soát khu định cư Olenok tập trung ở một trong những vành đai rừng trên đường tiếp cận Faneska. Tổng cộng ít nhất 10 trường hợp sử dụng loại UAV này của AFU dọc theo toàn bộ chiều dài mặt trận đã được ghi nhận cho đến nay. Quân đội Nga đã tấn công khu công nghiệp Palohav ở vùng Dnipetrovsk và Kamachok bằng tên lửa. Theo hướng Porok, Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Ukraine và Hinnik cũng như ở vùng ngoại ô phía đông Selidovo. Tại Donetsk, lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Kranogorica, củng cố các vị trí của họ ở vùng ngoại ô phía tây bắc của thành phố. Ở Nam Donetsk, quân đội Nga đã đẩy lùi đối phương ra khỏi lãnh thổ của mỏ Yudonbaska số 1 và chiếm hoàn toàn Vodin, trong khi giao tranh vẫn đang diễn ra ở khu công nghiệp liền kề. Báo cáo tối ngày 9 tháng 9 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết có 147 cuộc đụng độ chiến đấu được ghi nhận. Những trận đọ súng nóng nhất diễn ra ở hướng Kurakovsky và Porok báo cáo có đoạn quân đội Nga tiến hành hai cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, 71 cuộc không kích, thả bom 91 KAB và họ cũng sử dụng 593 UAV, đồng thời đối phương thực hiện 3.751 cuộc tấn công bằng pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết các đợt sóng xung kích của đối phương ở Kargov, Phukyang, Liman, Karamtov, Turek, Karakhovsky, Voromovsky. Hôm nay, Nga chỉ thực hiện 3 cuộc tấn công theo hướng Orekhov và 9 nỗ lực đột kích ở Dnieper, nhưng tất cả đều bất hành. Truyền thông Nga đưa tin, dạng sáng nay ngày 10 tháng 9, các cuộc tấn công bằng UAV đã được báo cáo ở 7 khu vực của Nga, bao gồm Belorod, Kursk, Oroi, Voronezh, Tula và Kaluga và Kanoda thống đốc khu vực Branek, Alexander Bogomat trên Telegram báo cáo rằng lực lượng Nga đang đẩy lùi một nỗ lực tấn công quy mô lớn trên lãnh thổ vùng Branek. Ông cho biết, trong vòng một giờ, các đơn vị phòng không của Bộ Quốc phòng Nga đã phá hủy 21 UAV. Sau đó, thống đốc Bogomat tuyên bố rằng tổng cộng 59 chiếc đã bị bắn hạ trong khu vực phòng không. Tiếng nổ cũng được nghe thấy ở bán đảo Crimea. Thị trưởng Moscow Sergei Sobinin trên Telegram, báo cáo về cuộc tấn công bằng UAV vào Moscow đã khiến ba sân bay phải đóng cửa. Ông Sobinin cho biết, dạo sáng ngày 10 tháng 9, 14 UAV bay về phía Moscow đã bị bắn hạ ở Porok, Ramensko, Liberty, Domodedovo, Koloma. Ông Sobyanin cũng cho biết, theo dữ liệu sơ bộ, không có thiệt hại hoặc thương vong nào. Các chuyên gia dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Truyền thông Nga đưa tin rằng các sân bay Simetyevo, Domodedovo và Nukovo đã bị đóng cửa. Thị trưởng Sobyanin sau đó đã viết rằng tại quận Domodedovo, phòng không đã bắn hạ thêm hai UAV đang bay về phía Moscow. Một loạt vụ nổ cũng xảy ra ở Zhukovsky gần Moscow. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy ít nhất 10 tiếng nổ lớn trên bầu trời. Các mảnh vỡ của một trong những chiếc UAV bị bắn hạ rơi xuống đường, không có thông tin ghi nhận về thương vong. Người dân Ramensko, vùng Moscow, cũng báo cáo rằng các mảnh vỡ từ một trong những chiếc UAV đã đâm vào một tòa nhà dân cư cao tầng, có thể nhìn thấy một đám cháy, nhưng chưa thông tin về thương vong. Tầng 10 và 11 của tòa nhà đang bốc cháy. Sau đó, có thông tin về hai ngôi nhà nữa được cho là bị mảnh vỡ của máy bay không người lái đâm vào. Ngoài ra, sân bay Yuzovsky gần Moscow đã bị thư hại. Thị trưởng Sobinyanin cho biết đám cháy ở sân bay sẽ được dập tắt. Có tới 10 nhóm UAV Nga bay vòng quanh Ukraine, tấn công nhiều mục tiêu. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, vào tối ngày 9 tháng 9, Nga đã phóng một số nhóm UAV tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Vào lúc 22 giờ 21 phút, một số nhóm UAV tấn công của đối phương đã được báo cáo ở vùng Kharkov. Sau đó liên tục từ 22 giờ 37 phút đến 23 giờ 40 phút, các bản tin cập nhật ghi nhận sự xuất hiện của UAV ở Potava, Chernihiv. Depp. Vào lúc 00 giờ 27 ngày 10 tháng 9, quân đội Ukraine báo cáo rằng một nhóm UAV khác từ phía nam, chúng đang di chuyển qua vùng Kherson hướng về phía tây bắc từ 1 giờ 12 đến 3 giờ 08 phút liên tục xuất hiện UAV tại Nikopol, Kirokhora, Odessa, Portava, Cheskasy, Kiev, Sumy và Vinitsia. Vào lúc 3 giờ 48 phút Báo cáo cập nhật nêu rõ hiện có tới 10 nhóm UAV trong không phận Ukraine, hầu hết hoạt động ở các vùng Poltava và Cherkasy. Khoảng 6 giờ sáng (tức 10 giờ theo giờ Việt Nam), các hoạt động phòng không của Ukraine chống lại UAV Nga vẫn đang tiếp diễn ở vùng ngoại ô Kiev. Chính quyền thông báo có thể khá ồn ào, hãy bình tĩnh và tìm nơi ẩn náu cho đến khi cảnh báo được dỡ bỏ. Kết quả và hậu quả cuộc tấn công đang được thống kê làm rõ. Nga tăng gấp 6 lần tỷ lệ tuyển dụng lính hợp đồng. Ukraine Propda Pravda tham chiếu dữ liệu từ ngân sách liên bang đưa tin số lượng người ký hợp đồng phục vụ trong quân đội Nga đã tăng lên 6 lần trong một năm. Theo dữ liệu này, nếu 26.700 người nhận được khoản thanh toán một lần khi ký hợp đồng trong nửa đầu năm 2023, thì 166.000 người đã nhận được trong cùng kỳ năm 2024. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng đến tháng 7, Khoảng 190.000 người đã đăng ký phục vụ theo hợp đồng. Lưu ý rằng sự gia tăng mạnh về số lượng lính hợp đồng có liên quan đến việc tăng khoản thanh toán sau khi ký hợp đồng để thu hút người Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Chính quyền đang tăng tiền thanh toán khi ký hợp đồng. Vào tháng 8, khoản thanh toán của liên bang tăng từ 195.000 rúp lên 400.000 rúp, khoảng 4.410 USD. Hungary đồng ý về nguồn cung cấp dầu của Nga qua Ukraine. Bloomberg được tin công ty năng lượng Hungary Monet đã ký một thỏa thuận đảm bảo nguồn cung cấp dầu của Nga không bị gián đoạn thông qua đường ống chạy qua Ukraine. Tin tức này xuất hiện sau khi Ukraine thực sự cấm Lukoil sử dụng công ty này làm quốc gia trung chuyển để ứng phó với chiến dịch quân sự của Nga. Theo thỏa thuận, Mo, đơn vị kiểm soát các nhà máy lọc dầu ở Hungary và Sokhakia sẽ tiếp quản nguồn cung cấp dầu tại biên giới Belarus, Ukraine từ ngày 9 tháng 9. Trước đây, phía Nga chịu trách nhiệm cung cấp dầu đến biên giới của Hungary và Slovakia với Ukraine. Thỏa thuận mới cung cấp giải pháp bền vững cho việc vận chuyển dầu qua đường ống. Dus Gabriel Sabo, phó chủ tịch phụ trách hạ nguồn của Mo cho biết, ám chỉ đến đường ống nối Nga và Hungary qua Ukraine, công ty không nêu rõ đơn vị nào sẽ thực hiện các chuyến hàng. Hungary và Slovakia không giáp biển đã được miễn trừ tạm thời khỏi các lệnh trừng phạt năng lượng của Liên minh châu Âu đối với Nga sau khi Ukraine thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Lukoil vào tháng 7. Hungary và Slovakia đã nhận được dầu từ các nhà sản xuất như Tavnev. Houthi tuyên bố bắn rơi thêm một ác điều 30 triệu USD của Mỹ. Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen tuyên bố bắn rơi thêm một UAV MQ-9 của Mỹ. Người phát ngôn của nhóm Houthi Iahi Sari cho biết hôm 10 tháng 9 rằng lực lượng này đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ ở tỉnh Sarah. Mỹ chưa bình luận về tuyên bố này của Houthi. Trước đó, Houthi cuối tuần trước cũng tuyên bố đã bắn rơi UAV MQ-9 thứ 8 của Mỹ trên không phận Yemen kể từ khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang vào tháng 10 năm ngoái. Đây là chiếc MQ-9 thứ 9 bị bắn hạ theo Houthi. Ngoài ra, nếu đây là thông tin sự thật thì Mỹ đã mất hai chiếc MQ-9 chỉ trong vòng vài ngày. Ông Sari tuyên bố Houthi đã và đang củng cố lực lượng phòng không để ngăn chặn các hành động của Mỹ và Anh. Sau cuộc xung đột Hamas-Israel ở giải Gaza leo thang từ tháng 10 năm ngoái, lực lượng Houthi đã cảnh báo rằng họ sẽ tấn công vào lãnh thổ Israel, đồng thời cấm các tàu liên quan đến Israel đi qua vùng biển đỏ và eo biển Bari El Mandes cho đến khi theo Avi chấm dứt hoạt động quân sự chống lại nhóm Hamas. Để đáp trả, Mỹ và đồng minh đã phát động chiến dịch Property Guardian nhằm đảm bảo cả quyền tự do hàng hải và an toàn giao thông hàng hải ở biển đỏ. Sau đó, lực lượng vũ trang Mỹ và Anh Quốc bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công vào các vị trí của Houthi ở Yemen, sử dụng máy bay, tàu chiến và tàu ngầm. MQ-9 Reaper áp điểu được lực lượng không quân Mỹ sử dụng để thu thập thông tin tình báo và thực hiện các nhiệm vụ giám sát, tìm kiếm cứu nạn và tấn công chính xác vào mục tiêu có giá trị cao và mục tiêu phản ứng nhanh. MQ-9 Reaper trị giá 30 triệu USD, có thể mang tới 8 tên lửa dẫn đường bằng laser hoặc 16 tên lửa Hellfire và gần 600 kg nhiên liệu. UAV này có thể di chuyển quãng đường gần 2.000 km và bay ở độ cao lên đến 15.000 m gần nửa dân số Đông Timor dự lễ thánh của giáo hoàng. Khoảng 600.000 người Đông Timor, tương đương gần 1 phần 2 dân số quốc gia, đổ về thủ đô Delhi để tham dự lễ thánh của giáo hoàng Francis. Phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican Matteo Brunic trích thông tin từ giới chức địa phương, thông báo số người tham dự lễ thánh của giáo hoàng Francis hôm nay ở công viên Tacitolo ven biển và khu vực xung quanh ước tính lên đến khoảng 600.000 người. Con số này tương đương gần 1 phần 2 dân số Đông Timor, đánh dấu đám đông lớn nhất tham gia sự kiện do giáo hoàng chủ trì xét theo tỷ lệ dân số, 97% dân số quốc gia này theo công giáo. Tại công viên Tacitolu, hàng trăm nghìn người đã xếp hàng từ bình minh, mở ô che nắng để chờ Giáo hoàng, tạo thành một biển ô màu vàng và màu trắng, rồi hô vang tên Giáo hoàng khi ông xuất hiện. "Chúng tôi rất vui khi Giáo hoàng đến đây, mang lại phước lành cho đất nước và người dân." Di Maria Teresa Frisat, 44 tuổi có mặt tại công viên từ 9 giờ sáng nói. "Công viên Tacitolu cách trung tâm thủ đô Delhi khoảng 8 km, từng là điểm tổ chức lễ thánh của công Giáo hoàng John Paul II năm 1989." Giáo hoàng Francis 87 tuổi đang có chuyến công du 12 ngày đến Đông Nam Á và quốc đảo Thái Bình Dương. Ông Francis là giáo hoàng đầu tiên thăm Đông Timor sau khi nước này độc lập năm 2002. Điểm nóng toàn cầu tới đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Xin chào.